Chelsea rơi chiến thắng vì phung phí cơ hội. Chelsea vẫn chưa giành chiến thắng trên sân nhà mùa này, sau khi bị Crystal Palace cầm hòa 1-1 ở vòng 3 ngoại hạng Anh. Trước trận đấu, tân binh Jadon Sancho được giới thiệu với cổ động viên tại Stamford Bridge trong tiếng vỗ tay không mấy cuồng nhiệt. Với 12 tân binh cập bến trong mùa hè này, việc ra mắt cầu thủ đã trở nên khá bình thường với cổ động viên Chelsea. Điểm nhấn trước trận đấu, vì thế, có lẽ đến từ lễ trao giải cầu thủ của năm do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh, PFA, bình chọn cho Cole Palmer. Giải thưởng này dường như truyền cảm hứng cho Palmer. Tiền vệ tuyển Anh là trung tâm trong mọi đường lên bóng của Chelsea dưới thời Marezca. Khi các mảnh ghép bắt đầu ăn khớp với nhau, phút 12, Palmer có cơ hội mở tỷ số với cú dứt điểm chân trái sượt cột dọc. Đến phút 25, anh tung ra đường truyền quyết định giúp Nicolas Jackson mở tỷ số. Bàn thắng đến từ pha chuyển đổi trạng thái nhanh xuất phát từ Levi Colwill qua chân Noni Maduket trước khi đến với Palmer. Palmer tiếp tục thi đấu chói sáng, khiến Will Hill, người đã nhận thẻ vàng trước đó, suýt bị rút quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với anh ở rìa vòng cấm. Hill sau đó phải rời sân vì chấn thương ở đầu hiệp 2. Người vào thay anh, Jay Dawku, góp công vào bàn gỡ có phần bất ngờ của Crystal Palace. Sau khi nỗ lực dứt điểm của Dawku đập chân một hậu vệ Chelsea bật ra, Emery giờ đón bóng rồi thực hiện pha cứa lòng vào góc cao khung thành, khiến Robert Sanchez không thể với tới bóng. Sau bàn này, đội khách bất ngờ chơi lấn lướt. Họ tấn công dồn dập và Sanchez có lẽ đã thở phào khi thấy cú sút căng từ ngoài vòng cấm của Daichi Kamada đi ra ngoài sau khi chạm tay anh ở phút 77. Chelsea nuôi hy vọng ghi bàn kết liễu đối thủ trong 8 phút bù giờ. Trong khoảng thời gian này, Jackson hai lần thoát xuống, đối mặt với thủ môn Palace. Lần đầu tiên, cú sút của anh đi chệch khung thành. Lần thứ hai, Jackson không thể đánh bại Henderson. Vì những pha bỏ lỡ này, Marezca sẽ phải đợi trận thắng đầu tiên trên sân Stamford Bridge ở ngoại hạng Anh thêm ít nhất một tháng nữa, khi họ tiếp Brighton vào ngày 28 tháng 9. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.